sáng mọi người ơi. Mới vừa đi ăn sáng xong mọi người, bây giờ đi về phòng chuẩn bị chút nữa mình đi chợ. Chợ Dương Đông với lại ba chồng dân. Rồi mọi người ơi, hôm nay hả là dân đi với lại ba mẹ dân với ba má chồng dân đi chợ Dương Đông. Còn anh Tino anh dắt mấy đứa kia nó đi biển. Hả? Có gì chiều về mát mát mình đi ra biển chứ giờ nắng quá. Tầm biết á. Có gì chiều về mát mát đi bộ ra ngoài đó dạo cũng được. Chào ông Tư chưa con? Đẹp quá. Chào ông Tư. Chào ông Tư. Chào ông Tư. Vô đây nè, tại nó đậu trước nè. Thì không đậu bữa không đậu trước. Nó đang chờ. Mình nói cà phê Chí Hằng người ta cũng biết rồi. Ông ra trên biển Thành Tây. Biển Thành Đức chứ, biển Thành Đức. Giờ đi chơi nè, đi chơi với ông bà nội. Con đi với mẹ là mới có đồ chơi đó. Chứ đi với bà nắng lắm. Đi với mẹ đi ra chợ. Sao muốn cô quyền giờ nhờ có cái nước ngoài đó. Nhờ cái nước ngoài à, chứ ở trong nước ta ít ra đây lắm. Trong nước của mùa. Cái mùa là đây sắp tới là trong nước mình nè. Qua cái từ mình mà từ đây mà mình đi lại cái làng chài Hàm Ninh đó chú, nó xa không chú? Mười mấy cây hả chú? Tại con nghe nói bên đó bán hải sản ngon lắm. Đúng rồi, bên đó là ngon nhất á. Rồi tại con định chiều nay đi qua đó ăn hải sản á. Linh Hà Tiên là ông rồi, thì chừng nào đi alo sở đi. Dạ. Về đây là cái cô đó còn, nhưng mà giờ là cái cô nó mất rồi, cái bà nó mất rồi. Tìm cái cô đó đó hả? Không, bây giờ là tìm lại con cháu thôi. Không. Dạ. Đúng rồi. Tính bỏ cuộc chắc ông già sao tìm ra được hay. Ở đây chợ là con xuống đó. Thì con thế hỏi ông Tây. Bảy nãy giờ đi kiếm á, phải nói là kiếm mấy người già già đó. Ta biết chứ mà, kiếm. Trẻ mà biết. Lấy địa chỉ với ông Tây coi. Thì ra tụi nó đó nó có kiếm rồi, nó gặp dạ. Con đó. Có gặp bà lúc đó, có ra gặp bà có quay phim nữa. Dạ có quay phim nữa. Nó làm cách mạng. Thứ tư. Còn ông thứ năm là đại tá. Thứ năm là lính cộng hòa. Hết luôn à, ba mẹ vô chụp tấm hình chung cho vui. Đứng vậy nè. Đứng vậy. Dạ hết thì hết rồi đó, mà chị ra vô đi. Ngồi với anh đi. Dạ. Dạ thăm. Dạ dạ. Dạ. Điện cho cái chú xin. Dạ dạ, để con điện. Nói bụng rồi đi về, giờ chút ra ngoài kia ăn thì tôi ăn về nghỉ luôn đi xuôi không? Đi ăn đi rồi về luôn. Nghỉ luôn. Đi rồi về ngủ luôn. Đó. Chiều quá. Ba chứ ba không đói hả? Không, ba chưa đói. Ba chưa đói hả? Mẹ đói bụng chưa mẹ? Mẹ cũng đói. Thì đó mẹ đói mẹ. Mẹ đói vậy thôi đi ăn đi. Mẹ con cũng đói. Mẹ con đói rồi. Nói chung là không khỉ đổ đường ở đây là tốt hơn tốt. Đây, bây giờ cả nhà đi vô ăn bánh canh ghẹ. Có chừng nha. Đi ăn à. Không quá chỗ nào không có mấy quạt. Thế bà ở trên Mai Hai là đẹp không tay không? Dạ. Dạ. Phần ghẹ bào ngư là bên này nè em. Bé cho chị xin 4 cái chén nhỏ được không? Để giờ xớt ra đó. Ba cái dĩa hả? Chị cảm ơn nha. Nóng. Việt Nam nóng. Ổng về ổng ăn cơm với vợ ổng. Chút về đi bơi. Về đi bơi với ông nội kìa. Hả? Chút ông nội dắt đi bơi nha. Dễ gì. Hay chua. Giờ nó bắt ông ngoại bơi với nó như vậy nè. Trưa nắng gần chết nó bắt ông ngoại ra bơi gần với nó nè. 1 giờ trưa đó trời.
một giờ trưa mà nó kêu ngoại nó ra bơi với nó. Ông nội ơi. Ủa rồi lấy cái mắt kiến ở đâu ạ? À? Cái mắt kiến nó ở đâu? Lấy về cho ngoại á. Ông nội á. Bên nội đưa hả? Chạy xong em hội lên lấy. Trời ơi. Bắt ông ngoại bơi với nó không cho ông ngoại lên. Cái này hả, để dưới này nè ba ơi, đi coi chừng mày. Cái đôi dép của ba đó để ở dưới đó, để không thôi nó trơn, nó trên này nó trơn nó té chết. Chị xui thấy con tắm luôn nè, mày không tắm. Mẹ đâu có chịu đâu, không có chịu tắm. Đây. Đó. Giờ đó ông bắt ông ngoại ra bơi với nó vậy đó trời. Mấy thằng kia đây giờ đang đâu? Chắc ngoài bãi biển quá. Điện không được, chắc đi bơi ngoài biển rồi. Có đứa nào coi đồ đạc không vậy ông mày? Không sao đâu, đâu có gì đâu, có khăn tắm với lại mấy cái đồ tắm đâu có gì đâu. Điện thoại. Trời ơi, ba cái điện thoại ai lấy điện thoại. Đâu, đâu. Cái giò thì cũng không có gì nhưng mà tại cái thịt nó độc nó bị lòi lòi lên á. Chắc cái lúc đó cho ăn rau ăn cỏ rồi muốn rồi không, tự cái thịt nó độc nó lòi lên chứ đâu có cho ăn gì nhiều đâu. Thôi mà ngồi đây với nó nè, ba lên nè. Ta làm quá đâu. Rồi để ngoại vô ngoại nghỉ. Thật. Con bơi đi. Để ngoại vô ngoại nghỉ ngơi. Erisha là u. Ok. Rồi mấy cha con mới về kìa. Đi đâu? Từ sáng giờ đi đâu? Hả? Mẹ mua chị đồ chơi. Đâu chút mẹ mua cho. Từ sáng giờ đi đâu? Hả? Kêu mập đi con, kêu mập đi chơi bơi với con đi. Mập. Từ sáng giờ đi đâu? Mày chết từ sáng giờ đi đâu? Đi đâu? Mẹ đây nè. Cái gì? Có cái gì? Tteokbokki hả? Con ăn hả? Bộ có thể ăn thiệt không? Machida, con đổi cái casket không? Mẹ lấy cái casket cho con. Nắng quá trời. Từ sáng giờ đi đâu mà chết? Đi supermarket. Chết rồi, cái dài mà chết đỏ chét rồi kìa. Sức thuốc không con? Thuốc. Con sức thuốc không? Mẹ lấy thuốc sức cho. Cái kem soleil đó. Ồ, giờ, mà giờ xuống nước trễ mẹ rồi còn đâu nữa. Đổi cái nón đi. Đổi cái nón không thôi, cái mặt bị nữa vậy. Ồ, đưa đây. Rồi đó. Sâu lắm mấy nha. Sâu không? Có. Bên đó sâu hơn phải không? Bên đó là sâu hơn phải không? Là mà ta chưa viên u. Hồi sáng này đi Lame hả Machi? Dạ. Có bơi không? Ừ, là đi supermarket. Supermarket, rồi đi đâu nữa? Là attends, là rentrer.
Hết, đi có vậy thôi. Em muốn đi hay sao ơi, mẹ muốn chịu anh chị được rồi. Vô duyên. Savalamata. Savalamata. Rồi, biết rồi. Đi lên chưa? Đi lên chưa? Đây mọi người, sáng này đi chợ Dương Đông mà mua cái trái mây này nặng 100.000 một ký. Rồi đi đâu nữa? Về đây có đi bơi không? Non hả? Rồi sao mẹ thấy ma chết với ma chít nó bơi vào đó mà con không bơi hả? Con pha chi ghê quá là có ngủ không? Có hả? Ngủ mới dậy hả? Ba về bên đó chưa? Hay là bên ông bà nội á? Coi bên ông bà nội coi. Có không? Có bên ông bà nội không? Ba nói hả? Ăn gì vậy? Chiều ông thầy nói con. Dắt nó đi. Chiều đi mà đi ăn hải sản. Chiều đi ăn nè. Bây giờ là chiều nay cả nhà của mình chuẩn bị đi ăn. Đi ăn ốc. Chờ. Giờ đi ra chợ trời hay đi đâu nô ơi? Cho biết. Bộ đâu rồi nè, coi coi. Điệu. Tắm xong kêu mẹ thắt cho cái đầu. Ra quay lại quay phim coi. Trời, đẹp quá gì. Đi chơi điệu quá hè. Đi. Đừng có đụng vô nữa, con đụng mà nó còn bị hoài đó. Bây giờ cả nhà đi chợ ra ngoài đường để đón xe. 10 tháng 6 này là 13 tuổi rồi. Đây hai ông bà già ngồi chờ xe buýt. Bên kia hai ông bà già ngồi chờ xe buýt. Bây giờ cả nhà mình sẽ đi vô trong cái nhà hàng hải sản này. Đây. Đây cái cổ đó. Đi ra lựa nè. Đồ chơi chút mẹ mua cho mà. Từ từ mà. Đừng có lo. Ngồi đó đi, con đừng có vô đây, con ngồi đi. Cắt cho chị quay phim kìa. Không có sợ đâu con. Chú làm nhẹ nhàng lắm, không có sợ. Không, không, được rồi. Để đi, bên kia mới chở qua. Đó, thấy không, chú làm dễ thương không? Không sợ đâu. Sợ rồi. Sợ sao còn đi vô đây nữa. Ngồi trên đó đi. Cái con Sam. Chú nướng con Sam cho mình. Đó, bỏ vô nướng này nè. Nè Ngọc ơi.
Dạ rồi em cảm ơn nha. 300. 300. 300 phải không? Nè, thấy không? Thấy ký chị. Thấy ký thử con mực mà nó đổi cái văn màu đây nè mọi người coi. Mực. Sao không ăn, sao anh không mời người ta, sao tao biết không ăn. Cả nhà của mình đi ăn hải sản đó mọi người. Tuyệt vời. Đây, mình đưa cái lần. Thôi qua, cứ sao. Ừ, lấy mấy con đó với mực nướng nè, tao lấy qua đây cho. Thanh niên đi vô nhà hàng hải sản mà ngồi gặm phê tây chiên, chán thiệt. Hả? Ngon.